xin chào cả nhà, em tên là Đặng Kiều. Hiện tại em là một chủ của cửa hàng Già Dép, hiện tại là ở Bình Dương. Có địa chỉ là 174 đường Bác sĩ Trị Xuyên, phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Shop của em là chuyên tất cả các mặt hàng thời trang nam và nữ, gồm có công sở, sinh đan, rồi dài tay, dài mọi, thể thao và tất cả các mẫu dài thời trang được cập nhật mới liên tục luôn. Nay em tạo một cái kênh này nhằm chia sẻ những cái thông tin dài dép, cách phối đồ, quần áo, thời trang đến những cái mẫu dài của em. Tất cả đều được làm trực tiếp và được đặt trực tiếp tại xưởng luôn, dài da tất cả các loại. Mong cả nhà ủng hộ và chia sẻ trang của em để trang của em được mọi người biết đến và nhằm để mà được cộng đồng mạng hiểu về cái sản phẩm Già Dép hơn. Dạ, em cảm ơn cả nhà.